Hey, chào mừng chào anh em đã quay trở lại cùng em Minzy trong series bình luận PK lên server. Và đây là em Minzy đến từ server GAV. Chúng ta tiếp tục đến với chế độ ban pick của server GAV anh em nhé. Đừng quên 30 giờ ngày chúng ta, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra vào lúc 21 giờ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, đó là khung giờ livestream. Anh em nhớ theo dõi và ủng hộ nhé. Mình sẽ không cần phải nhắc quá nhiều vấn đề này. Rất mong là anh em sẽ đến vào đúng khung giờ đó. Cứ giờ cố định thôi, 21 giờ đẹp, giờ đẹp đúng không anh em? Vừa đẹp, 21 giờ chúng ta chơi tầm khoảng 2-3 nick. 2-3 nick là chơi đến 22 giờ là sang được những server US đó. US ngồi chơi tầm khoảng 12 nick nữa là vừa đẹp. Tất cả đã nằm trong tính toán của chúng ta. Go nick của server 260 sẽ đủ đồng tiền. Kèo này thì kèo này muốn đánh phải ban cheat đi rồi. Cái này muốn đánh thì phải ban đi rồi. Chít mà ao trình quá. Những kèo nào mà đánh được thì mình sẽ để như em nhé. Nhưng mà cái kèo với chít này nó ao trình quá, không để được. Nó khắc quá. Đi si còn hổ đúng nhỉ, hay gấu nhỉ. Rắn à, mẹ vãi lọ thật. Hỏi hổ ấy gấu lại ra rắn thế. Đáng sợ thật. Quá đáng sợ. Hỏi hổ ấy gấu nó lại ra rắn. Thế này sang thế rắn rồi. Thế thì phải đánh sang thế rắn rồi. Có kịp đánh sang thì rắn không chứ lại. Không biết chúng ta có kịp đánh sang thì rắn hay không. Khó. Về cơ bản thì DC không ăn được. DC không ăn được choay các bạn. Vừa đánh sang thì rắn rồi. Cơ bản là DC không ăn được choay. Choay khó quá, chúng ta phải là chơi đội hình ô sờ vuông thôi nhỉ. Giảm nổ đúng ghi xì vậy. Chó ỉa vai. Có choáng vâng ạ. Đó chỉ là một khoảnh khắc thôi nhờ ạ. Lần về cơ bản thua chúng ta vẫn thua rồi. Đó chỉ là một khoảnh khắc thôi. Phải khắc thôi. Lấy con gì ra hiệu ứng lớp choi nhỉ? Lại biết thế lấy Hinato. Mình quên mất đấy, mình quên mất con bài ngày xưa Hinato của mình chuyên gia trị choi. Mà ấy choáng hai tơn. Nằm im như chó cún luôn anh ạ. Giờ lấy con gì ra chống nó đi nè. Người đánh nó nằm im như con chó cún này. Tốc biến nhanh quá.
Tốc biến nhanh quá. Tốc biến nhanh quá. Tốc biến nhanh quá. Cái này nó có giảm nộ không cho này là độc chiêu choi nó có giảm nộ. Vấn đề là độc chiêu choi nó có giảm nộ. Chỉ sợ nó đã giảm nộ anh em thôi. Quá là sắp đau. Không đỡ được. Bạn sẽ không đỡ được đâu. Tôi bảo rồi, bạn sẽ không đỡ được đâu. Tạm biệt búp bê nhá. Một chiến thắng mình không nghĩ là mình thắng game này đâu rồi. Đối thủ nó hơi non thôi, chứ còn để mà đối thủ nó cứng thì mình thua. Thật sự các bạn như vậy. Đối thủ hơi non thôi, đối thủ cứng là mình thua chặt. Đối thủ cứng là mình không có cơ hội. Cùng đến với đối thủ tiếp theo, Jack của Sao 114. Đối thủ cứng là mình không có cơ hội. Kim sẽ bàn đi. Đã có Sen, có Terry, 5 led, có Lin, 0, 0, nói chung là nhiều. Nào này có não ngon này. Lấy con não được. Hai con này hổ tất à? Ba con này rùa chứ. Tanh tanh đã. Năm con này thừa đam này. Ra thổ nốt đi, biết ngay. Con này bị ban rồi à? Căng nhỉ. Con đấy bị ban rồi. Mẹ hai con này đấm lực nhỉ.
À, mẹ hai người này đứng lên lực. Quẩy mà chí cho con Terry chết luôn anh nhỉ. Không có cơ hội để thở đâu. Không có cơ hội để thở đâu. Ây à, mang ăn đéo vào luôn đó. Mang ăn đéo vào luôn đó. Má hai con này không muốn nổ. Ít ngay mà. Học rồi. Chọn nó hát hơn cả Terry cơ. Đa sen. Sao con ăn đéo con nổ thế. Ừ, chó thì mẹ sen vẫn chưa tung được quả tuyệt kỹ rồi anh ạ. 5 game rồi, 5 turn này, xem cũng chưa tung được quả tuyệt kỹ đâu. Khó thua rồi, đến đây hết cơ hội rồi anh em. Đa sen. Sama ô ích đất. Kìa, sao lại như thế? Bye, hốc cho quả nữa thì hết hơi. Nè, cày vậy, ăn đéo hốc cho quả vậy, lúc hết hơi thật sự luôn. Quá không khí được rồi. Lìn nó nộ nữa. Thế hảo, mọi thứ tan thành mây khói. Mọi thứ tan thành mây khói. Xui tàn. Tàn canh rồi. Tàn canh rồi. Mẹ xem, không đánh được quả nào. Cái đó. Thằng nhá thành FTP kiếm đấu này nhỉ. Thằng nhá xứng đáng FTP kiếm đấu này. Tổng chất lượng. Yeah, mẹ vẫn để chờ để tự đánh được à? Thế thì đéo cho mày chờ nữa. Mẹ chỗ lợn này cay. Nhớ mặt tao ấy. Thằng xe 114 này nhớ mặt ấy. Mày cứ nhớ mày có số 4 đằng sau nha. Đợi đấy à. Nhưng đấu tiếp theo nào. Wow, Chiru đô thị. Tiểu thư chiêu đủ của sẽ bật 200 nào. Tiểu thư chiêu đủ của sẽ bật 200 nào. Yêu à,
nhà hàn Zero đúng không? Nhóm nhà hàn này. Không nhà nữa. Ban đi tao ban nút con này. Nào ban tao ban nút thôi nhanh. Đấy là hơn nó lấy tanh rồi. Có hai cái tanh nó bế hết. Sang lý đam này kìa. Làm tí silent cho nó khó chịu nha. Làm tí silent cho nó khó chịu nha. Không cho Terry vào trước nữa nhỉ, cho Terry vào sau. Không cho Terry vào trước nữa, thì cho Terry vào sau đi. Đấy à. Chúng nó dọc sách chưa? Mẹ, cho mày dọc sách luôn đi. Róc rách chưa? Nào mẹ ơi, cho mày chảy máu róc rách luôn. Bộ đôi mẹ đánh hàng ngang này. Róc ra róc rách. Đồng hồ quả lắc. Con mẹ đến nhau luôn. Cái chế chảy máu cay nhớ. Ờ gì vậy? Chán sống à? Kiểu người chơi hệ chán sống hay nào? Máy cho mày bắn kio. Ai à, mẹ bù đam này liệu hẹo nhỉ. Thôi hỏng, mẹ nổ trí thì hẹo thật đấy chứ. Ôi trời hỏng. Định mệnh Zero à. Mẹ Zero cái lo nó khắc hệ à. Vãi bìu thật. Mẹ mày nổ hai quả trí thôi đời tạt rồi. Nổ quả trí đầu đã thấy không. Đây điểm điểm anh em, còn làm cái quả trí sau bonus thì em chịu. Mẹ em ơi, đúng khắc hệ. Chịu thật sự luôn. Nổ hai quả trí thì em chịu. Em chỉ có khóc mà thôi. Nổ hai quả trí thì em chống sao được. Khắc vãi bèo luôn được. Nổ hai quả trí đó thì em khóc. Nổ hai quả trí thì em khóc quá. Để đi ạ. Có con nào nhỉ? Có con nào 14 nữa, còn con sẹt ở đây vậy ta? À thế nào. Cày nhỉ. Mẹ nó bít đôi. Con tanh nữa đâu. Không lấy melee à? À lấy cả melee luôn à. Rồi chuyển đi anh em ơi. Mẹ Zero của mình nó hít chặt đôi luôn. Nó hít cả đôi Zero của mình. Cái nó lại hít cả đôi Zero của mình bây giờ không. Mày dám lên tanh. Dám lên tanh. Được cây máu. Được cây máu. Đập chết mẹ ăn đi vậy. Thôi, nhau đập mày nữa. Còn nổ thì kỹ thôi. Một tuyệt kỹ rồi nhau. Làm cho hai quả cả Billy cả Mai để bốn con nó nổ khóc thương dứt mất. Thì
đá sau rồi. Ê, nó mới hỏng như lệ. Double kill. Double kill mà thôi nhá. Mẹ thằng Ly không có độc chiêu, mấy Ly không có đá sau mẹ. Bây giờ nó nhử mình chết mẹ. Nó nhử mình thì lại khóc thét. Lại khóc dưng dứt. Ai à, không nhử. Chiến luôn. Rất trời yên chiến, rất chiến. Đến từ tank nhân xe của 88 này. Một chí mạng nổ từ Terry. May mắn là chúng ta trong nhịp rồi. Đánh ấy hả? Mẹ xẹt lại còn đang bút thú nữa như vậy. Học vãi cháy ấy. Sẽ đang bút thủ nha em, không mang con nào vào đam được. Sẽ đang bút thủ. Sẽ đang bút thủ. Châu vật. Mai còn châu mẹ. Châu quá lại thua rồi nhỉ. Xẹt châu quá. Ôi lại tiễn. Tiễn bạn lên đường rồi. Tiễn bạn lên đường rồi. Không vừa lốc. Quả trước thì ăn trí, quả sau thì không vừa lốc thì... Tiễn bạn lên đường chứ còn cái gì nữa. Lấy gì ra để mà chống ấy nhỉ. Hết vẹo rồi. Bạn lên đường rồi. Không có cơ hội để ngóc ngép rồi. Ok game ơi. Tiễn bạn lên đường và quit thôi. Clip này mình xin phép tạm dừng lại đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nhá. See you again. Thank you.